Câu chuyện về những người Intoboro, một bộ tộc săn bắn và hái lượm, những người không có gia súc, sinh sống bên cạnh bộ lạc Maasai. Họ đang chế tạo vũ khí đi săn. Họ là những thợ rèn truyền thống và cũng là những thầy lang. Đối với những người Maasai, kỹ năng của họ là điều vô giá. Mẹ của anh ta là một người Maasai, nhưng anh đã học được tất cả những kỹ năng săn bắn từ cha mình, dù hiện nay ông đã trở thành một mục sư định cư. Anh là người hiếm hoi còn nắm được những kỹ năng của tổ tiên. Anh biết cách làm vũ khí sắc bén và làm sao để lột da của một con thú chỉ với những mảnh xương hoặc đá. Người Intoboro sử dụng những mũi tên với cánh đuôi làm bằng lông kền kền. Thỉnh thoảng họ cũng cẩm độc vào mũi tên để săn những con thú lớn như ngựa vằn, trâu rừng, linh dương để làm thức ăn. Để thể hiện kỹ năng của mình, họ còn săn cả sư tử. Letty biết cách sử dụng tới 300 loại cây cho những nhu cầu khác nhau của mình. Những chiếc lá mềm của cây Alicia già được dùng để chữa hôi nách và nó vẫn còn tác dụng cho đến tận ngày nay. Trong khi đó, những cây bông sẽ cho anh một chiếc giường êm ái vào ban đêm. Đặc biệt là những bông hoa cúc vàng vàng có thể dùng để chữa trị run đũa bằng cách nhai nát cùng với một ít lá rồi đắp lên chỗ bị đau. Những quả chín màu cam của cây sake là một biểu tượng của hòa bình. Các nhánh cây đặt xuống có thể giải quyết tranh chấp. Những chiếc lá sushi cũng có thể ngăn được một cuộc chiến giữa giáo và cung tên. Trong khi đó, vỏ cây được dùng để nhóm lửa. Xoay thật nhanh một đoạn gỗ cứng trong miếng gỗ sake mềm hơn sẽ sinh đủ nhiệt để bắt lửa. Khi lửa đã bén, anh cắt thịt ra. Lần này là miếng vai của một con dê, có lẽ là linh dương Thompson. Once his fire is started, he splits open his meat, in this case the shoulder of a goat, which could once have been a Thompson gazelle.
Trong khi chờ thịt chín, anh tranh thủ bện những sợi dây từ vỏ cây. Và khi thịt được nấu xong, bao giờ cũng có thêm mấy anh bạn như Koya và Kaka tìm đến để cùng thưởng thức bữa ăn. The strands are drawn together and rolled to form the string. When the meat is cooked, there are always friends like Koya and Kaka to join him and enjoy. Chúng ta đang mua à? Đồ uống có vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và trong các buổi lễ, đặc biệt như lễ cắt bao da quy đầu chẳng hạn. Một loại bia được làm từ kết hợp những loại cây khác nhau, bao gồm cây lô hội và vỏ hạt từ cây xúc xích trộn với đường và mật ong. Letty đang cùng một anh bạn đi tìm mật ong bằng cách giả tiếng kêu của một loài chim đặc biệt, được gọi là chim tìm mật. Những con chim này biết rõ đàn ong đang ở đâu. Và chúng cũng biết rằng sẽ nhận được phần thưởng nếu giúp con người tìm ra tổ ong đó. Lần này, tổ ong được tìm thấy ở trong một cái cây rỗng. Họ dùng khói đuổi hết ong trong tổ, rồi thò tay vào để lấy mật và sáp. Và không quên chia phần cho lũ chim tìm mật trước khi trở về. Oh.
Luật cấm săn bắn đã khiến Letty gặp nhiều khó khăn. Anh không thể sống như một người săn bắn hái lượm nữa. Giờ đây anh cũng phải sống giống như những người họ hàng Maasai của mình. Bộ tộc Maasai là những người bán du mục. Họ di chuyển để tìm những bãi chăn thả tốt hơn cho đàn gia súc. The Maasai are a semi-nomadic people who move in order to find fresh grazing for their life. Họ đóng gói đồ đạc rồi chất lên lưng những con lừa, bắt đầu với một tấm da phủ lên lưng con vật. Sau đó họ dùng một cái giá buộc ở hai bên lưng lừa để chất lên tất cả những thứ cần thiết cho một cuộc sống du cư. Cái giá được làm từ những cây thùa hoang và những mảnh da nghé rừng. Cùng với sự xuất hiện của trường học và những cái giếng khoan, người Maasai ít di cư hơn trước đây. Luật mới về quyền sử dụng đất cũng ảnh hưởng đến khả năng di cư theo ý muốn của họ, theo truyền thống của người Maasai. Họ đốt cháy những khu lều cũ để tẩy uế. Khi rời đi, chỉ còn lại tro và phân bò để đất đai có thể phục hồi theo thời gian. Letty đồng ý cho anh bạn William đi theo vợ anh ta đến dự một đám cưới của người Maasai. Cô dâu Sonia được những người lớn tuổi trong gia đình ban phước trước khi được hộ tống đến nhà mới. Cô bị các cô gái trẻ trong làng chế giễu và trêu chọc. Cô cũng không được ăn uống gì. She is taunted and teased by the girls in the village. But with each taunt and refusal of food and drink, she earns herself a new head of cattle as a reward. Những miếng đồng đeo trên lỗ tai là cách để chứng tỏ địa vị. Letty có ít hơn. Đối với người Maasai, chúng là những vật quan trọng, thường được trao cho mỗi người trong lễ trưởng thành của họ. Hoặc sau khi người cha đã chết đi, chúng được làm rất tinh xảo bởi người thợ rèn Intobro lành nghề nhất, có thể xua đuổi tà ma, và thường được trao lại cho người con trai cả khi anh ta chết đi. Giờ đây, Letty trở thành một người hướng dẫn tự do trong các khu vực của người Maasai Mara. Lúc rảnh rỗi, anh chăm sóc đàn gia súc nhỏ của mình. Những kiến thức và kỹ năng săn bắn mà anh đã học được từ cha ông đã cho chúng ta một cái nhìn độc đáo vào quá khứ chung của mình.
His songs may die with him, but the plants will remain to share their secrets with us if we are wise enough to learn from them. Yeah.